Chào cả nhà nha. Hôm nay mình ra mình coi mấy anh tác cá hầm nè cả nhà. Mời cả nhà theo dõi mình quay lại cho cả nhà xem cảnh tác cá ở quê nha. Chào cả nhà nha. Quăng lên, quăng lên. Cá con không thấy đâu. Phải cá bự kìa. Ồ, trong đó cũng có cá nữa kìa. Thả luôn đi, thả luôn đi, để xuống dưới súc. Bắt cá bự thôi. Thiên nhiên vậy là nhìn đã quá rồi. Lôi đó nè. Thành quả của mấy anh mấy chú từ sáng giờ nè cả nhà. Làm đã không? Ăn cá con ngon chứ ăn cá lớn xương hơn. Một mấy cái nữa anh ơi. Ồ, nó chém chú à. Chơi không? Con có chú. Chốt. Cá chốt. Mình đỏ ra đây hả? Dạ. Ừ. Lựa cá trào tảo ra đi. Cái gì to gì bỏ ra đây. Đâu à? Cái thùng đó không nha? Cái này thùng cá không nha phải không? Đổ rửa luôn. Lựa cá lớn tảo ra đi. Mình bắt cá nhỏ gì đó mà. Không bằng cố ngay nữa. Bữa nay nó là con cá này nhiều ha, con cá chốt nhiều. Ờ được. Lấy mớ về chèn lạc rồi cho nó kho tôi cho mấy chó. Được. Đổ đây cá nữa rồi. Rồi cái kia thôi. Rồi cá đưa cái xô này qua đó đựng đi. Rồi xem tôi lấy cái xô tôi về. Cá tào tả luôn. Rô nhỏ hả? Bự xô nữa nè. Rồi mình ra thì tiếp. Cái gì đáng tiếc. Dân ngoài bỏ cây vậy hay là? Cái này khoảng bao nhiêu lâu mình mới tát cái hầm được anh hả? Một năm hả chú? Ồ. Này tự nhiên luôn ha, nó không có bị cái hầm này biết sao. Cá thiên nhiên. Dạ. Tại vì tôi ở đây cái không ai giữ hết. Dạ. À đúng rồi, nó chết riết nên không còn cá to ha. Cá nhỏ nhỏ không. Đi tiếp, cá từ bờ về tiếp. Rồi về. Rửa mớ cá nhỏ nhỏ vậy là kho cho mấy chó. Dạ. Rửa nước rồi. Rửa nước rồi. Sao mới sao? Tại mẹ nó con.
Con này mà hồi nãy con tưởng nó cá rô chứ giờ nó không phải cá rô. Chết rồi. Cả nhà ơi. Đây, ông xã tôi. Sau một hồi tập làm nông dân bắt cá nè giờ. Cái cây này nè cả nhà, giờ nước lên đó nó ngập á, ngồi rửa lý tưởng lắm cả nhà, rửa nước nè. Cái này sẽ bần cái gì đó. Trời ơi, lấy quần ra giặt luôn. Mát không? Nước này là mát, cực kỳ mát cả nha. Phơi nắng nãy giờ bắt mấy con cá dây xuống suối tắm giặt quần luôn. Đúng là lầy lội thiệt. Rồi. Rồi, cái kết là giặt quần xong mà có 100k bỏ túi mất luôn rồi cả nhà. Kiếm ra cái cỏ không? Chắc trôi hết rồi. Bởi vậy điện thoại đồ có chừng ướt. Rồi cả nhà ơi, hôm nay đi tập bắt cá xuống suối tắm và kết quả là 100k trong túi đã rơi theo dòng nước rồi cả nhà ơi. Một kỷ niệm đáng nhớ hả cả nhà. Cả nhà ơi, mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Trưa nắng rồi. Giờ chúc cả nhà xem video vui vẻ nha cả nhà ơi. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip thú vị sau nữa. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà nha.